Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Suki Bandit 1/10 có thể ra mắt vào ngày 2 tháng 8 sắp tới. Suki Bandit 1/10 là cái tên gọi tạm thời một dòng xe Nikkei mới nhất ở hạng 150cc của nhà Suki. Bandit 1/10 mang kiểu dáng góc cạnh kèm theo nhiều công hiện đại như những hình ảnh lộ trên đường chạy thử trước đó. Và mới đây, thông tin về Bandit 1/10 sẽ được ra mắt thị trường vào ngày 2 tháng 8 tại các sự kiện CIAS 2008. Cái mẫu xe Bandit 1/10 không theo lối thiết kế của dòng CSX mà chúng ta đã quán thuộc trên cái mẫu CSX S 1/10. Cái dòng xe này có cách thiết kế cũng tương đồng với cái mẫu Raider 150i. Nhiều câu nói vui, đây chính là phiên bản phóng lớn của chiếc Raider 150i. Qua những ảnh chạy thử được lộ ra, chúng ta thấy được rất nhiều chi tiết của chiếc Bandit 1/10 giống với cái chiếc Raider 100i. Cái cụm đèn pha dàn LED, cụm đèn hậu vân. Tuy nhiên cái khung sườn và dàn chân, khóa động cơ sẽ được sở hữu từ người đàn anh CSX S 1/10. Cái cụm đèn pha LED 2 tầng sở hữu từ cái dòng là Raider 100i. Cái cụm đèn hậu cũng giống với cái chiếc Raider 150i. Thông tin gần đây cho biết cái mẫu xe này sẽ được Suzuki ra mắt tại cái sự kiện CIAS 2008 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 sắp tới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này tiếp. Nhớ like, subscribe.